Dũng Audi chợ ô tô số 1 Hải Dương xin được trân trọng gửi lời chào tới toàn thể các quý cô chú anh chị em. Và ngày hôm nay kênh mua bán và trao đổi xe của Dũng Audi xin giới thiệu với các bác một chiếc xe phân khúc hạng C, sedan 2 đầu, form dáng thể thao tuyệt đẹp luôn. Một chiếc xe máy số nguyên zin nguyên bản, cột kèo keo chỉnh zin. Và đây chính là một chiếc Kia Cerato sản xuất vào năm 2018. Số sàn trang bị động cơ là 2.0 đàn em của Kia K3. Một chiếc xe mà form dáng tuyệt đẹp luôn nhá. Xe được trang bị 4 arang phay, rồi 4 phanh ABS. Sinh nhan báo rẽ trên gương. Ở đằng sau thì cũng được trang bị camera lùi rồi, giúp cho các bác là kiểm soát không gian đằng sau xe được tốt hơn, cũng như là tránh những cái rủi ro va chạm khi mà chúng ta lùi, chúng ta không để ý được những cái vật cản nó ở nằm dưới cái gương chiếu hậu. Đấy, làm thấp thì chúng ta không nhìn thấy. Nên là với việc trang bị camera lùi thì rất là tiện lợi cho các bác. Và điểm nhấn ở đằng sau chiếc xe này là một cái viền chrome nối từ hai bên đèn hậu kia. Đấy, hai bên cái đèn phanh ấy, cụm đèn sau. Điểm nhấn rất là đẹp. Có viền chrome rồi, nhìn form dáng nó sẽ cứng cáp và chắc chắn hơn cho một chiếc xe. Vòng sang phần thân bên lái để cho các bác ngắm kỹ hơn về tổng thành form dáng sơn si ngoại thất bên ngoài của chiếc Kia Cerato sản xuất vào năm 2018. Số sàn trang bị động cơ là 1.6, một chiếc xe phân khúc hạng C, sedan 2 đầu, form dáng thể thao, rộng rãi. Rất là nhiều những tính năng, trang thiết bị, công nghệ hiện đại được trang bị trên chiếc Cerato này rồi. Và với giá thành là 445 triệu đồng vẫn còn thương lượng, anh chị em nào đang quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp về cho Dũng Audi qua số điện thoại cũng như Zalo 0855 966 966. Và các bác có thể đến trực tiếp địa chỉ cửa hàng tại lô 14.3 đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu đô thị Tây Nam Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương để trực tiếp xem xe, test xe cũng như chạy thử xe để cảm nhận đánh giá về chất lượng của chiếc xe này mang lại. Ngoài ra nếu anh chị em nào ở xa chưa sắp xếp được công việc cũng như là thời gian về tới địa chỉ cửa hàng thì bên em có hỗ trợ ship xe trên mọi miền Tổ quốc. Và anh chị em nào chưa đăng ký kênh, chưa follow fanpage thì nhớ đăng ký kênh, follow fanpage để không bỏ lỡ, bỏ qua những video chi tiết về những chiếc xe mà bên em cập nhật liên tục cho anh chị em nhé. Sau khi đi hết một vòng quanh xe cho các bác ngắm tổng thành sơn si rồi thì bây giờ em sẽ quay vào bên trong nội thất. Thì các bác có thể nhìn thấy đây, nội thất sáng choang luôn nhé. Đấy. Ghế bọc da màu kem nguyên zin nguyên bản theo xe. Và ghế được may là ghế múi cho chúng ta đi đường ngồi nó sẽ êm ái hơn nhá. Êm ái và đỡ mỏi người hơn. Chân nỉ nguyên bản theo xe. Toàn những chiếc xe đẹp xuất sắc thôi các bác nhá. Đây. Tất cả những cái ốc bản lề trên, bản lề dưới rồi ốc dầm cửa các thứ. Ốc màu còn nguyên zin đấy nhá. Ốc màu zin đét luôn. Và đặc biệt ở hàng ghế sau này, em này có một cái bậc tì tay ở đây. Đấy, chúng ta để cà phê rồi uống nước, chúng ta để cốc ở trong này. Rất tiện lợi và cũng khá là sang trọng nhá. Khá là sang trọng luôn. Đấy, nếu mà chúng ta không dùng nữa chúng ta gập vào cực kỳ là gọn gàng luôn. Dạ, vẫn được thêm một hàng ghế, một là người ngồi nữa ở đằng sau. Và đi lên phía trên này thì em này trang bị hệ thống gương kính chỉnh điện cục điện ở mặt bậc táp ly cánh bên lái và táp ly táp lô. Thì các bác nhìn này, vân viếc nổi rất là đẹp, cực kỳ là đẹp nhá, rất là đẹp luôn. Dạ. Trên vô lăng thì tích hợp bàn phím có điều khiển âm thanh trên vô lăng cũng như là cruise control đi ga tự động này. Đấy, có luôn cả cruise control đi ga tự động. Màn hình giải trí theo xe nhá, màn hình giải trí theo xe luôn. Và em này thì trang bị ổ đĩa là ổ đĩa DVD, điều hòa auto, hai vùng điều hòa độc lập. Và ở đặc biệt Cerato đời 2018 cả số sàn hệ số tự động đều trang bị sạc không dây thông minh. Chúng ta chỉ cần khởi động xe lên thôi, thả điện thoại vào đây, nó sẽ tự động sạc cho các bác. Ở những video về những chiếc Cerato lần trước thì em đều review cái chức năng này cho các bác rồi. Nhưng là ở video này thì em sẽ không review lại nữa nhá. Nói chung là các bác, điện thoại của các bác mà có trang bị công nghệ sạc không dây thông minh, chúng ta chỉ cần thả vào đây thôi nhá, chỉ cần thả vào cái khoang này thôi là nó sẽ tự động sạc cho các bác luôn rồi. Và củ số rất là đẹp nhá. Này trang bị 6 cửa số. 6 cửa số nhá. Đấy. Củ số rất là đẹp này.
Như vậy thì em đã giới thiệu về ngoại thất bên ngoài, sơn xi các thứ rồi nội thất bên trong. Xe rất là đẹp rồi nhá. Các bác nhìn tổng thành form dáng sơn xi ngoại thất bên ngoài, nội thất bên trong thì cũng có thể thấy rồi, xe đẹp nét căng luôn. Mọi thứ là này thì máy số nguyên zin nguyên bản, cục kéo keo chỉ zin. Bây giờ thì em sẽ review về mặt chất lượng của xe để chứng minh cho cùng nó đó. Đây, các bác nhìn này, cái ốc giằng cửa đây nhá. Đấy, vừa lấy ốc ở cánh sau quay cho các bác rồi. Thì bây giờ là cánh trước bên lái, thấy chưa? Ốc bản lề dưới đây, cái ốc bản lề trên nó hơi khó nhìn, các bác để ý giúp em nữa đây. Đấy, ốc bản lề trên đây nhá, ốc màu còn nguyên zin hết. Và cho đến phần chỉ này. Đấy, phần chỉ nguyên zin nguyên bản luôn. Và xuống cánh đằng sau bên lái này, đây là phần chỉ này. Ốc răng cửa này, rồi ốc bật này. Để review lại cho bác xem này, được chưa? Nó còn nguyên màu sơn nhá. Chỗ này thì nó hơi phản nắng một chút, các bác nhìn không rõ. Đấy, em che nó lại đây, che ánh nắng lại để các bác nhìn rõ hơn này. Đấy, nó còn nguyên màu sơn luôn, zin đét luôn nhá. Giờ thì em xuống phần bong cốp đằng sau. Đây, để thì mở luôn. Đằng sau xe thì các bác nhìn này, nó rất là rộng luôn đây. Đấy nhá. Đấy, khoang cốp đằng sau, phần cúc hạng C, C đan hai đầu, nên là khoang cốp nó cực kỳ là rộng luôn. Nó gọi là rất rất là rộng đó nhá. Tha hồ để đồ đi chơi, đi du lịch. Review về mặt chất lượng. Khăn một chút, mong các bác thông cảm giúp em. Đây, các bác nhìn này, hốc khác này. Đấy, nhìn thấy chưa? Nguyên zin luôn nhá, không có hiện tượng là cong vênh, móp méo, biến dạng, nứt vỡ. Đấy, phần hốc lớp supo đấy nhá, đồ đạc thì đây, kích rồi khẩu này, tô vít các thứ còn nguyên. Rồi về mặt chất lượng thì ở hai bên về mắng nước này, các bác nhìn này, cái lỗ ốc đinh tán này, nó tròn vành vạnh và tròn rõ nét luôn nhá, tròn rõ nét luôn. Bên này cũng vậy, tròn xoe, tròn rõ nét, chứng tỏ là hai bên này nó chưa xảy ra đâm đụng va chạm gì ở cái vè bên này, các bác nhá, cả hai bên luôn, cả hai bên vè đấy. Tất nhiên là ở cái phần lỗ ốc đinh tán nó tròn xoe thì chắc chắn là chỉ của nó phải còn zin rồi, chắc chắn là phần chỉ phải còn zin rồi. Bây giờ ở phần chỉ trong, chỉ trước thì ở bên ngoài nếu không việc gì thì chỉ trong thì làm gì có chuyện là không zin được, phải không các bác? Đấy, zin đét nhá, không mất một phân chỉ nào của anh chị em, được chưa? Đấy, bây giờ xuống sắt xi gầm bệ bên dưới xem là nó có bị han gì mục mọt hay là bị sạt gầm, sạt nước gì không. À, vừa lấy quay phần hốc lốp rồi thì cái phần đấy nó không có hiện tượng là móp méo nhá, thì quay ở đây xem là có bị hàn cắt ghép nối gì không. Đẹp căng nhá, không hiện tượng là hàn cắt hay là ghép nối gì, quá là đẹp luôn rồi anh chị em nhé, quá là đẹp luôn đây rồi. Bây giờ em sẽ vòng sang phần thân bên phụ để review cho các bác. Nói chung là nó như nhau hết thôi các bác nhá. Đấy, phần ốc bản lề trên này, ốc bản lề dưới, những cái ốc màu của nó cũng đều còn nguyên zin nguyên bản, cũng như là ốc răng cửa đây. Đấy, ốc răng cửa cũng vậy, nó cũng còn nguyên zin nguyên bản luôn. Và đây là phần chỉ này. Phần chỉ đấy nhá, phần chỉ nguyên zin luôn. Đi lên phần trước này, đây là cánh trước bên phụ đây. Đấy, ốc răng cửa, ốc màu các thứ này. Đấy, ốc màu còn nguyên, ốc bản lề trên à, cái màu trắng trắng này các bác này. Đấy, ốc màu nguyên nhá, ốc bản lề dưới này.
đến phần chỉ này. Đấy. Phần chỉ cũng nguyên zin nguyên bản và không mất một phần chỉ nào. Xuống phần sắt xi ở đằng trước thì đây em quay bao quát luôn nhé, không hiện tượng là hàn ghép cắt nối. Và 2018 thì có khi chắc chắn là sắt xi nó không hàn gì gì rồi. Đấy thì quay cho các bác là xem xe có bị sạt gầm sạt gước gì không thôi, dẫn đến cái hiện tượng là hàn cắt ghép nối thì không thôi. Lốp láp thì còn rất là dày nhá. Đấy. Lốp láp thì còn rất là dày. Được chưa? Cực kỳ là dày luôn. Đi sang vòng sang phần thân bên lái để quay phần sắt xi gầm bệ bên này. Bên kia thì quay bao quát lắm rồi nhưng mà bên này em vẫn phải dùng máy quay vào để quay. Bên này cho các bác xem. Đấy. Hai bên đều như nhau nhá. Hai bên như nhau. Bây giờ sẽ vào khoang động cơ. Giờ thì số sàn cũng được trang bị cruise control đi ga tự động luôn. Rất là nhàn chân ga khi mà các bác tham gia giao thông trên đường. Khi mà đi trên cao tốc ấy, những cung đường nó thoáng. Đến này thì khẳng định là zin toàn tập luôn các bác nhá. Cam kết với các bác luôn. Nói chung là xe bên em như thế nào mô tả chuẩn như thế và có cam kết với các bác. Không nói sai một câu nào luôn. Ốc ác này. Màu còn nguyên hết nhá. Ốc chân máy thì chưa có hiện tượng là tháo dỡ, keo kiếp là còn nguyên zin. Được chưa? Máy số nguyên zin nguyên bản, ngay cả những cái chi tiết nhỏ này. Những con ốc màu này cũng còn nguyên zin luôn. Được chưa? Ngay cả những chi tiết nhỏ đó nhá. Còn nguyên zin nguyên bản luôn. Đó đây, coi nhìn này. Đấy. Thanh rằng này. Từ bên lái sang bên phụ cân chặt nhau, không hiện tượng cong vênh biến dạng, gân chìm gân nổi, logo Kia đẹp chưa, nét luôn. Đến ốc cabo này, ốc cabo đây. Đó, đẹp nét căng luôn. Phần chỉ này bên này. Rồi gần chìm gần nổi, logo Kia. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Gần chặt luôn nhá. Và như vậy thì em đã giới thiệu xong tới toàn thể anh chị em mình một chiếc Kia Cerato sản xuất vào năm 2018, số sàn trang bị động cơ là 1.6, một chiếc xe. Máy số nguyên zin nguyên bản, cột kèo keo chỉ zin, xe đẹp không lỗi. Và với giá bán là 445 triệu đồng vẫn còn thương lượng. Anh chị em nào đang quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp về cho Dũng Audi qua số điện thoại cũng như Zalo 0855 966 966. Và các bác có thể đến trực tiếp địa chỉ cửa hàng tại lô 14.3 đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu đô thị Tây Nam Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương để trực tiếp xem xe, test xe cũng như chạy xe, cảm nhận đánh giá về chất lượng của chiếc xe này mang lại. Bây giờ thì em xin phép được kết thúc video giới thiệu về xe tại đây. Cảm ơn anh chị em đã quan tâm theo dõi và nhiệt tình ủng hộ. Xin trân trọng cảm ơn. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo.